Ukraine không nhận lô xe tăng Leopard 1 mà Đức mới chuyển giao, cho rằng chúng bị hỏng và Kiev không thể tự sửa chữa. Tờ Der Spiegel của Đức hôm 19 tháng 9 cho biết Ukraine từ chối nhận 10 chiếc xe tăng Leopard 1 của Đức trong buổi lễ bàn giao ở thành phố Rzeszów, Ba Lan, khi phát hiện những chiếc xe này bị hư hỏng và Kiev không có đủ kỹ sư, linh kiện thay thế để tự sửa chữa. Berlin sau đó cử một đội kỹ thuật tới để kiểm tra lô xe, kết luận rằng chúng bị xuống cấp trong quá trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Đức và cần được bảo dưỡng trước khi đưa ra chiến trường. Bộ Quốc phòng Đức cho biết hai nước đang phối hợp để sửa chữa lại lô xe. Đây là lô xe tăng Leopard 1 thứ hai mà Đức chuyển giao cho Ukraine từ đầu chiến sự. Berlin hồi đầu năm cam kết phối hợp với Hà Lan và Đan Mạch để cung cấp cho Kiev hơn 100 chiếc Leopard 1 đã được tân trang. Một số chiếc trong lô đầu tiên mà Đức bàn giao cho Ukraine hồi tháng 7 cũng gặp vấn đề về kỹ thuật tương tự lô thứ hai. Xe tăng Leopard 1 do hãng Porsche phát triển vào những năm 1960 với hơn 4.700 chiếc đã xuất xưởng. Leopard 1 nặng 42,2 tấn, được trang bị pháo với rãnh khương tuyến L7A3 105mm, hai súng MG3 hoặc FNMAG, có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động 450-600 km. Dòng Leopard 1 tập trung vào khả năng cơ động và hỏa lực, do các nhà thiết kế tin rằng đạn chống tăng nổ lõm sẽ khiến xe tăng mang giáp hạng nặng trở nên lỗi thời. Leopard 1 chỉ được trang bị giáp thép đúc dày 10-70mm, khiến nó dễ bị tổn thương trước những loại hỏa lực chống tăng của đối phương. Tuy nhiên, nhiều quan chức Đức nhận định Leopard 1 vẫn có thể đối đầu với xe tăng chủ lực của Nga. Đức đã loại biên Leopard 1 vào năm 2003 và đang thiếu kỹ sư biết vận hành dòng xe này, nên phải nhờ binh sĩ Hà Lan và Đan Mạch hỗ trợ trong quá trình đào tạo kíp lái Ukraine. Tuy nhiên, nhiều quan chức Đức cho rằng Leopard 1 có thể là lựa chọn thay thế hữu ích cho Leopard 2A6, mẫu xe tăng chủ lực có giá đắt hơn nhiều lần với số lượng sẵn có không cao. Đức trước đó đã phải rút trực tiếp 18 chiếc Leopard 2A6 trong biên chế để viện trợ cho Ukraine, dù quân đội Đức cũng cần mẫu xe tăng này. Một số chuyên gia phương Tây nhận định Leopard 1 vẫn có sức mạnh vượt trội so với các mẫu xe tăng chủ lực thời Liên Xô như T-72 của Nga. Thêm rằng chúng sẽ phát huy hiệu quả sau khi được tân trang. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaja Ol Longen cũng nhận định Leopard 1 chắc chắn phù hợp để Ukraine sử dụng trong chiến sự, dù đây là mẫu xe tăng chủ lực đã cũ. Trước đó, Đan Mạch thông báo bàn giao 10 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine và sẽ sớm cung cấp thêm 10 chiếc nữa sau khi hoàn thành quá trình đại tu. Phần lớn xe tăng Leopard 1 đã bị các nước loại biên và niêm cất từ đầu thập niên 2000, gây nhiều khó khăn cho công tác đại tu. Đan Mạch từng phải sử dụng một số xe tăng trong bảo tàng, cũng như huy động các kỹ thuật viên cao tuổi để huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành mẫu vũ khí đời cũ này. Trong khi đó, Nga nhiều lần nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine như những phần còn lại của vũ khí phương Tây.